Thôi có không, dở dở lên cái máy. Thử. Không làm thấy giật giật nè. Ui. Trời ơi dữ vậy. Rồi, vô bánh luôn. Bánh luôn. Rồi lên máy ơi, máy. Lên dở chứ để mình dở đi đó. Ừ, cái này là cái sau cùng nha mấy bạn. Wow. Trời ơi cái này ngon dữ vậy. Trời ơi đã quá. Cho anh quay gần cái máy ơi. Ngon vậy trời. Rồi, rồi. 60 cây đi. Một cái là 3 cây cho nó cứng. Em để 2 cây cũng được, nói mãi mà biết sao nó bị dùng ở dưới đít á. Mình cứ tính cái lờ 3 cây đi, 20 cái lờ thì 60 cây. Gì ông hả? Nhọn quá đâm. 1 cây. Này chắc lắc lấy gốc không quá ta, mấy cái đọt trên hơi yếu ha. Đúng rồi, này chắc em bỏ đọt rồi, đọt nó yếu xịu à. Đọt cái bự đó. Cái này bự là lấy dài dài chút đi. Ừ, dài dài được 2 cây. Ừ. Đó còn này là thân sậy nè, nãy giờ mãi đốn ở dưới nè. Đợi chút nữa về mình gắn vô cái lờ. Rồi mà hai anh em mình đi đặt cá nha. Quá, được rồi, vô đó có thấy cũng nhiều lắm rồi đó. Mơm này nữa là. Thôi à, sao hơn ha. Ngay không? Ngay chứ. Mấy cái ngay vậy ngon. Mấy người ta cầm đường nước người ta đốn cái này không à. Ừ. Xuống nữa lẹ nữa. Hai anh em mình mới đi mua lờ về nha mấy bạn. Mình mua về thì nó chỉ có như vậy thôi. Rồi mãi mới đi đốn sậy về, giờ đang ngồi nha. Đang cắt cái cây canh cho nó vừa. Chứ ở chỗ người ta bán thì người ta không có cái cây này để cho mình chống nha. Về mình phải tự cắt rồi mình chế. Cái cây đó chắc có thể luồn trong nha mày. Luồn ở trong lưới này nè. Cỡ. Cái này chục bi. Làm cỡ đi. Đó bán châu đút tay vô cái quốc cỡ rụp rớt quảng luôn à. Ồ vô gì gọn ha. Rồi gọn. Vì đặt xa cái đồ này dễ ha anh. Ừ, bộ... dễ đi. Có nhiêu đâu trời. Hành trình như đây đồ nghề nha mấy bạn. Đó, hôm nay mấy clip rồi vắng anh Năm nè, hôm nay anh Năm đã trở lại nè. Trở lại năm mấy ngày nói chung là hôm nay anh Năm ảnh đi về bên nhà vợ, ảnh lo cho bên vợ. Rồi bữa nay ảnh mới về nhà nha mấy bạn. Hôm nay ảnh đi chắc cũng phải cả tháng hơn rồi đó. Rồi anh Châu xuống, anh Châu ơi. Không phải dưỡng lắm á. Có luôn, rượu luôn. Chúc anh em mình ra đồng, anh em mình nhậu luôn đó. Tính ra mãi bơi vậy mà lại ghê ta. Hay chứ, bơi kiểu này hay sáng tạo bộ. Rồi lấy đầu đậy lại để nó câu ra. Đặt ngay bên bác cái mãi. Đúng rồi, một phương hơn đúng không? Ngay đây mãi ngon, không biết ngay.
Rồi. Đưa đồ nghề anh Châu ơi. Nằm đâu có đều. Nãy gì lấy dao theo. Tôi kêu mày bung ra ngoài đi. Nè. Cái dao theo được quá trời. Đỡ tử đâu cỡ. Đâu có nó đâu cỡ. Để ông cả đi lại trong ruộng bình thì hả bá. Chắc phải sọc trong hơn cho. Nhảy điểm người ta đây. Mày ngồi bên đi. Đặt cái lam đó ra co đó. Cắt đứt lưới luôn à. Cắt đứt lưới luôn à. Dạ. Phải đè lên miếng nữa mày ơi, chứ anh thấy nó hỏng quá. Được rồi. Sao có mấy cây nó dài dưới trời. Thẳng thẳng ra mới được, cho cái hơi, sợi dây hơi mới được. Rồi. Bộ ống thun vậy nó khỏi lòi lên à, nó trồng do cái lọp luôn, khỏi lòi. Nó không có chỉa lên trên đúng không? Đúng rồi. Gì này mới đẹp nè. Nó ló thế à. Ló qua nó lên nó chè chè lên nó còn nó cột đứt luôn. Nhưng thấy vậy thì nó đâu có lớn không, nó không có ký. Nó cỡ cái này rồi nè. Ừ. Vậy hả? Thấy rồi. Hello, chào mấy bạn nha. Nay anh em mình với Mãi đi thăm lờ nha các bạn. Lờ đó hôm nay anh em mình đặt 20 cái, nay chắc cũng 3 ngày rồi. Nay anh em mình đi thăm coi có cá không, nhiều hay ít quay cho mấy bạn xem nha. Đâu 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 đâu. Đâu, phải để lại. Cái lắp gì nè. Đâu ta? Nữa. Trời ơi vô mánh rồi nha mấy bạn. Ồ, đung đinh đung đinh. Mẹ, dạ mẹ ơi. Trời ơi, coi cá gì đây. Ôi. Ôi. À, đã, đã, quá đã, quá đã, quá đã. Ôi. Hên, hên, hên. Trời ơi, mới thăm có cái đầu tiên. Mà hấp dẫn quá. Ba con cá thóc luôn. Ngon lên. Tiếp.
Rồi lại luôn đi. Chỗ này hên nè, mình đặt lại luôn nha mấy bạn. Cái đầu tiên mình thấy đã lắm nha mấy bạn. Cái thứ hai thì mình trớt rồi. Nhúm nhích gì không mày? Rồi cái thứ ba này cũng trớt luôn rồi nha mấy bạn. Coi thằng Mãi đi trước đi, đi theo sau nè. Sao Mãi? Thấy không rình chưa? Không rình à? Thấy. Ôi được con cá thác lá. Cá chốt nữa cả. Con cá chốt nữa. Trời ơi. Anh nhìn. Trời ơi, cá chốt nằm cái gì? Đu. Thấy em đu có thác lá ta. Rồi thác lá bự. Trời ơi, cái mỏ nó lại nó đẩy sảy liền cái vậy. Rồi tính ra vậy mà tính dễ mà khó hả? Ừ. Còn cái chốt này sao vậy? Gỡ chung đi. Gỡ được không? Chung tay chim nội. Gỡ đi, gỡ đặt lại chứ. Đúng luôn không? Đặt vào luôn. Nãy có mấy cái lờ có cá thì mình để chỗ cũ, còn mấy cái mà không có cá là máy giờ điểm luôn nha mấy bạn. Có không? Cá rô, cá rô, cá sạc. Cá sạc không à? Rồi, thấy nó nổi lên tưởng không có ai nhà cũng được cá sạc ha. Có dầm lưới luôn. Có sao mà cái này nổi hết rồi, nó nhẹ không quá. Phình lên luôn rồi. Trời ơi, không có con nào luôn. Ý, ừ, cái gì vậy? Cái trái. Ừ, được con cá trê. Thôi kệ đỡ buồn. Tới là im ru rồi và dính luôn. Nóng quá, anh nghĩ nước nóng quá mày. Đúng rồi. Ủa, chơi vàng luôn. Vàng luôn ha. Vàng luôn nè. Ồ, đã ha. Rồi. Khe luôn. Ngon lành. Đây luôn. Có giật giật không mày? Đâu, xin được con cua. Đi chơi. Ở cái này dính được con cua nha mấy bạn. Ủa, gì? Dính cái gì? Gì? Lên đi. Ừ. Dính rắn luôn nha mấy bạn. Rồi kệ, đặt cái đó lại đi, đặt đó lại đi rồi mình đi gỡ rắn. Hai anh coi. Con gì vậy? Con gì? Con này cũng gần cái á. Dạ, đó. Ủa. Dính được em Long Thừa luôn nha mấy bạn. Ôi con này mới dính rồi. Mới dính luôn. Mới dính luôn. Con này con nhỏ. Ủa rồi em có theo đem theo túi đựng không? Cầm luôn, cầm đầu nó. Ừ. Ui. Quá. Được chưa? Được. Mày làm gì rắn? Ê. Ê. Gãy cây luôn. Rồi cái đầu dính gì đó rồi. Mày thay gỡ lưới về luôn. Cuốn cái lưới luôn hả? Ừ. Rồi, ok. Rồi anh buông đuôi nha. Rồi buông đi. Nó đang không có cột. Ừ. Vậy đây. Gỡ ra, lủng. Rồi. Ô, qua đã. Vô tình lụm mấy kiếp luôn. Còn ở trong này, đường này còn mấy lưới nữa? Còn đằng trước còn tay nữa. Ừ. Ở sau lưng mình đâu còn phải không? Ở sau lưng mình mấy anh hồng còn tay, hai ba tay nữa chứ.
Ủa lát, vậy sẵn đi thăm luôn không? Lát về đi, lát về chạy xe chứ. Nó nằm lúc đằng kia, nằm lúc đằng gió cầu đó. Con này cũng bự chứ. Xiết cái ngắt cái tay luôn. Vô tình đi thăm lưới, ố lộn tâm đoạn. Được không? Đưa thùng anh Vĩnh cho. Rồi, trớt luôn. Bự không? Bự không? Trời ơi, con cá chóc giấy hả? Rồi, không thôi để lại luôn. Rồi, con rắn quấn tay mãi luôn nha mấy bạn. Nãy giờ anh em mình đi lội ruộng. Nước cũng tới đầu gối nha mấy bạn. Mà mệt ơi là mệt luôn. Mệt lắm. Thôi mà bù lại mệt mà vui. Được mớ cá với lại được rắn. Rắn bự này cũng là niềm vui của mãi nha. Gì mày? Lát nữa hả? Em ru bà dính nữa. Đâu, dở lên cái rồi. Ru bà dính các bạn ơi. Con cá thắt lát này. Bự dữ, bự dữ. Rồi, 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 sao bắt ra con này hơi khó nè. Anh dựng cái thùng đi. Rồi, để anh cầm cho. Sao bắt được không? Đừng có cắn vô cái lưới rắn. Ủa, cắn. Rồi em nói nó nghe không? Ủa, tính ra mùa này mình dính thắt lát nhiều chứ. Đấy. Rồi. Ok. Tiếp. Chìm luôn vậy đó. Đâu, dở lên coi. Khe thế luôn mà, kìa vậy. Cá hực. Sạch không hả? Luôn cây kìa. Rồi anh thấy rồi. Ôi, cua leo cây nha mấy bạn. Đó giờ mấy bạn thấy cua leo cây chưa? Đây. Nè nó leo cây nè. Qua bình bát này. Qua chừng luôn. Này mốt chín là ăn mệt nghỉ luôn nè. Có không? Trớt luôn. Không có cỏ gì để lên cho mát mày. Ok đưa đây. Rồi. Rồi hiu luôn. Leo nhỏ quá. Cào. Được con cá cào hả? Bự không? Cẩn tay cái, bố vào cái. Rồi, xin thôi. Ừ. Từ từ có chuyện té mày ơi. Ồ, sao nó trò. Trời ơi, con ốc nữa hả? Ê, quên. Rồi ơi dục đó mai mốt mình đi mình đọc. Sắp đàng hoàng để cá đổ mãi ơi. Quá trời cá vừa rắn luôn. Gì mày? Ủa giật giật ơi. Thiệt hả mày? Đâu 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 đưa thùng đen dịnh cho đi đổ. Đâu, ừ. Đâu đâu. Cái này ai mới thăm cái gì ta? Sao có không dở dở lên không mày? Ừ, không làm ăn thấy giật giật nè. Ui, trời ơi dữ vậy. Rồi, vô cánh luôn. Luôn. Rồi lên mãi ơi mãi. Lên gỡ chứ để mình gỡ đi rớt. Ừ, cái này là cái sau cùng nha mấy bạn. Wow. Trời ơi, cái này ngon dữ vậy. Trời ơi, đã quá. Cho anh quay gần cái mãi ơi. Ngon vậy trời. Rồi, gọt rồi có lấy. Gì để hơi nó cắn nữa à. Rồi, tôi xếp cái ngắt nè. Ăn đầu luôn. Kệ nó cho dính răng vô đó đi. Cho dính răng vô tay đi. Rồi lượm ra mày ơi. Ôi ôi, sảy mở, sảy mở. Dính lại, anh dính lại. Trời ơi, cái này là cái sau cùng mà mê luôn nha mấy bạn. Cá ngon dữ trời, vậy mà không chịu mua đặt hải. Cá chập cho mày ơi, cá tươi vàng. Anh em mình đặt 20 cái. Tươi vàng lắm mày ơi, hổng mày làm lê ra ngoài mãi. Thì mới sắm cái loại bên loại cá chập nữa. Với mấy bà. Ủa, dính quá trời. 35.000. Rồi bữa nay vô mánh mà. Nay được mười mấy con cá lóc. Ôi. Từ từ mày. Ôi tới khúc cuối rồi nó xảy ra ổn mày ơi. 3 ngày 4 ngày 3 ngày. 3 ngày nay nữa là 3 ngày rồi. Thật lát bự không ta?
Hồi vô thắt lát mẹ không rồi. Được không? Được. Được mấy con cá thắt lá này không có đủ tiền nữa nè. Giữ mấy mươi. Mua mà đặt vòng vòng hết ngày, mỗi ngày thăm sân kẻ giữ con rắn nữa. Không mà em nghĩ này chắc phải 2 ngày mình thăm, ngày thứ nhất ngày thứ hai nữa mới ngon. Rồi, ok. Ôi. Mày nhậu hả? Mày ấy hả? Mày làm chả rắn hả? Trời ơi, cắn hay cắn cái đường quất mà đồ cắn táp mà luôn. Vậy không đưa thằng mẹ anh trong hả? Đó à, táp luôn. Cắn mà lại dư hầm cắn đưa gần gần mẹ mà nó táp một cái là nó sao xui quá. Rồi thôi anh em mình về nha mấy bạn. Nãy giờ anh em mình đi thăm chắc cũng phải tiếng mấy rồi đó. Nay dính được vậy thì cũng vui. Thôi chào mấy anh em nha. Hẹn lại clip khác. Anh em mà có thích mình làm clip về chủ đề gì đó thì cứ comment đi rồi mình sẽ làm nha. Rồi thôi chào mấy anh em. Bye bye. Anh em muốn về miền Tây đi bắt cái săn bắt thì đi cho địa chỉ xuống đây. Dẫn đi luôn.